Và hôm nay quay trở lại với Việt Nam Tower Defense mọi người ơi. Và hôm nay các bạn thấy chúng có map mới đây. Và chúng ta cái map này là map các bạn cũng biết rồi đó. Đây chính là map Dinh Độc Lập mọi người ơi. Map này bao gồm những cái unit nữa. Thì tất cả được build bởi hai bạn nha. Một bạn build map và một bạn làm unit. Nên là đẹp trai thế nhỉ. Và hôm nay quay trở lại với, nói chung là cái map này chưa hoàn thiện được 100% đâu. Đấy, còn cái Dinh Độc Lập này được xây bởi bạn này này. Thì cái đường đi này mình cũng có thêm vào ấy, nhưng mà nó hiện giờ bị lỗi khá nhiều mọi người ạ. Và mình sẽ phải sửa rất là nhiều. Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn thành đâu. Đấy, cái đường đi này nhá, thì đáng lẽ ra cái đường đi này là ở đường ở xung quanh thôi, không được đi qua bãi cỏ này. Nhưng mà mình có ý tưởng là thử cho 3 đường xem, 3 đường đi, bởi vì chúng ta có 3 cầu thang ở đây này. Mình nghĩ là cho thêm một đường nữa ở đây. Hoặc có thể bỏ đi cũng được. Các bạn comment phía dưới nha, mình không chắc nên cho thêm 3 đường không. Mình thấy là đến một ý tưởng thôi. Thì chúng ta có Dinh Độc Lập to đẹp thực sự mọi người ơi. Leo lên đây chơi phát. Cái build cái map này cực kỳ chi tiết, tất nhiên nhiều block luôn. Bạn xây từng cái block một, từng cái khối gạch một. Tất nhiên thì ở trong không có gì cả, ở trong thì trống rỗng. Đây chỉ là phiên bản đầu tiên thôi, có thể là tương lai sẽ cập nhật thêm, xây chi tiết hơn thì đó. Thì tùy, nếu mà các bạn ủng hộ mình sẽ xây chi tiết hơn, bạn sẽ xây chi tiết hơn. Chơi này gọi là sân đỗ trực thăng à? What the why? Được thế nhỉ. What the heck, chúng ta có trong này nữa. Rồi, rơi đây kẹt luôn. Oh my god. Rơi đây kẹt luôn, không cách ra được không? Không ra được. Kêu. What the heck. Ok, chúng ta quay trở lại đi ra nào. Không có đường ra luôn. Yes sir. Và map cực kỳ đẹp để mình đi vòng quanh một phát nữa, đi xung quanh phát xem nó như nào. Mình không biết có nên thêm cái gì nữa không, hay là ủi đằng sau này còn nhiều lắm mọi người ạ. Kiểu có thể thêm một đường đằng sau nữa nhở, bởi vì đằng sau chưa có tận dụng được cái khoảng này, mới chỉ khoảng trên này thôi. Đằng sau mà không làm gì thì nó hơi phí. Team địch từ đây đi ra thì mình thấy là hợp lý hơn đúng không? Team địch từ trong đi ra. Yeah, xong rồi mình sẽ, nhưng mình lúc đấy thì mình sẽ không tấn công, mình chỉ đặt quân ở đây thôi này. Thực ra là có quân tấn công nhá, đúng rồi, mình sẽ có quân tấn công để sinh ra unit và lao vào trong này. Cũng hay mọi người ạ, cũng hay. Mình nghĩ mình sẽ theo ý tưởng đấy đi. Và đây có cái cổng này. Cổng này đáng lẽ phải đổ hay gì mà đang xây đẹp này làm đổ. Thì mình sẽ chắc là làm một cái đổ sao, một phiên bản nó bị đổ xong rồi xông vào sau nha. Yeah, ok, thì chúng ta đến với những unit mọi người ơi. Đấy, chúng ta có team địch đây. Oh my god, trực thăng luôn ạ. What the heck, trực thăng, trong đây có cả xe này, xe chở quân à, 2 xe chở ủa, pháo này, xe chở quân, à, xe kéo pháo à, đúng không ta? Cái xe chở quân mà nhìn nó không khác gì nhau, sẽ có 2 phiên bản. Có cả xe jeep này, xe jeep trông khá đẹp. Xe jeep này chắc là lấy có sẵn thôi. Và có unit nữa. Mở bộ súng này, súng gì đây? Súng máy à, machine gun, minigun gì đây? Và bên này nhân vật chính của chúng ta, team là team mạnh nhất game này, đông hơn nhiều nhưng mà thiếu lực lượng nhỉ. Đây là pháo này. Oh my god, quả pháo bắn một phát bay luôn. Và các thấy chúng có nhiều cấp độ nhá, nhiều level khác nhau nâng cấp mọi người ạ. Đây là phiên bản level 1 có cầm súng AK, và level 2 thì sẽ thêm ba lô, mặt nhìn cáu thế, mặt nhìn chiến đây. Và level 3 là chúng ta có đội mũ, cối và có giáp nữa. OMG, đẹp vãi chưởng mọi người ơi. Và đây là phiên bản gì đây? Đây là súng tỉa à? Đây có thêm ba lô. Ok, vẫn giống nhau. Ui, phiên bản tỉa gọi là gì đây? Núp bụi mọi người ơi. Damn, nhìn hay vãi. Ok, ok. Và đây sẽ có phiên bản, đây là gì? Súng AK à? Ở đây súng AK rồi mà. Đây là súng AK tiếp à? Đây quả súng máy gì đây? Súng machine gun thì này, minigun thì quá, mình không rõ về súng ống lắm. Yeah. Wow, quả bao cát này. Xong rồi. Ui, quả này nhiều máu nhá. Sao thanh niên này nằm sấp mặt thế. Ê, được rồi. Ok, tiếp theo. Ui, để đằng sau lưng cái này. Ơ kìa, phải lôi ra bắn chứ. Level 1, level 2 khá khác gì nhau. À, thêm ba lô rồi. Thêm ba lô. Ok, ok, thêm ba lô. Gì đây, sao lại kẹt này, what the heck. Kỳ gọi. Ok, thì bản này vác súng bắn rồi đúng. Đây là bản này, nói chung cũng giống nhau. Và đây, quả pháo, 3 người điều khiển, một người nạp đạn này, một người chỉnh pháo để cho lên xuống điều chỉnh ấy, và một người chỉ huy là sẽ nhòm kẻ địch, nhòm mục tiêu và sau đó phất cờ để bắn. Đây đầu tiên mình nhảy vào, mình thực sự xem là mọi người đang làm gì. Chứ hai bạn này là làm tất tần tầm 100% mình không có. À chưa, cái gì đấy? Cái gì đấy? Chuyện gì xảy ra đấy? Cái gì đấy? What the hell? Chuyện gì xảy ra vậy? Pháo tiêm địch bắn đúng không? Tiêm địch bên kia bắn đúng không? Và trưởng anh em tấn công nào, anh em tấn công nào, vác súng bắn đi. Đó thì cái map này kiểu mình muốn làm một sự kiện mùng 2/9 đấy, mùng 2/9 nên là có cái map này khá là hợp lý trong kế hoạch của mình ấy, nhưng mà mình chưa có thời gian làm. Theo có bạn ấy bảo là làm luôn, thế là ok, quá hợp lý luôn. Chưa được hoàn thiện 100% nhưng mà được cái này cũng khá là ok mọi người ạ. Nhưng mà cái này là quá đẹp rồi mọi người ạ, quá là đẹp. Yes. Cái gì đây? Có cái gì đây? Xây gì đây? Wait the minute, what is this? Nhìn giống cái gì đây? Đẹp tra. Ok. Hiện giờ team địch nó khá là đông nhá. Team địch rất là nhiều quân, mà team mình có vẻ như là cần thêm quân, cần thêm rất nhiều quân nữa. Team mình chưa đủ hết này chứ, mình chắc chắn là sẽ phải cho thêm quân rồi. Team mình cũng sẽ có xe tăng đúng không? Ôi, cứ xe tăng nhỉ? Để mình ra ngoài mình cho thêm xe tăng. Có bao nhiêu trong Roblox chỉ có mấy xe tăng kiểu chung thôi, hoặc mình kiểu ghi chữ cho mình sẽ phải sửa cho nó chuẩn hơn, chứ mấy xe tăng này thì thực ra thì nó không chuẩn. What zombie thanh đấy, khá là nhiều loại xe tăng khác nhau. Để mình thử chọn một cái này xem nó như nào. Wow, trông cũng là gì đấy, nó rất là chung, nó không phải một cái loại cụ thể nào ấy. Đấy, nếu mà muốn làm giống nhất thì nó sẽ phải mất công hơn. Nhưng mà xe tăng nó sẽ bé này thôi, kiểu quân nó sẽ bé này thôi, chứ to quá nó không chuẩn. Đấy, cái đường đi nó chỉ bé thôi mà. Đường đi nó chỉ bé này thôi mà, đấy không? Đường đi nó chỉ như này thôi. Nên nó to quá nó sẽ rất là vướng. Đi vào đây, đấy, nó sẽ như thế, đi vào đây, nó thế này. Đấy, có thể là cho thêm xe tăng rồi. Nó sẽ kiểu này, rất là nhiều xe tăng nhá, không phải một xe tăng đâu, bởi vì đây là game nên nó sẽ tấn công một đống luôn. Ui, nhìn cũng chiến mọi người ạ. Nhưng mà nếu mình tấn công vào mà thế thì nó sẽ không phải là Tower Defense nữa, còn hiểu không? Đây là Tower Attack, không phải là tháp phòng thủ mà là tháp tấn công. Có lẽ map này mình sẽ làm tấn công, cũng là ý tưởng hay mọi người ạ. Có lẽ đây là một cái chế độ mới chăng? Chế độ gọi là Tower Attack chăng? Ui, thế sẽ một cái ý tưởng khá là hay. Game nó sẽ thay đổi và cũng hay đấy, mình nghĩ đấy là hay. Mình không chắc nó phải ý kiến hay không, có vẻ như là hấp dẫn. Một đường lại thêm một đống nữa xong rồi tấn công vào. Ui, nhìn nó hơi bị chiến mọi người ạ, nhìn nó cũng hơi bị chiến đấy. Oh shit, tấn công vào vãi cả đấy. Đấy thì có lẽ là thấy cũng khá là ổn rồi đấy. Chúng ta có cái map mới này và có quân mới này. Đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên, mới chỉ test thôi nha, chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện chút nào. Rất nhiều lỗi mọi người ạ, không hiểu sao nó đang bị lỗi lắc này đấy. Không hiểu sao mình đang bị cái lỗi là nó sẽ bị thỉnh thoảng nó cứ bị lỗi lắc này, nó sẽ mất cái đây. Gì đây? Đấy, bị mất hình này. Mỗi cái mình chạm vào nó mất này, nó cứ bị sao ấy. Yeah. Đấy, không hiểu. Ok, khá là hay. Và các bạn này sẽ làm thêm nữa, sẽ xây thêm cái hàng rào xung quanh và còn xây thêm quân nữa. Quân còn khá nhiều, với cả nó phải sửa khá nhiều nữa, quân đang khá là lỗi mỏi cọt. Yeah, nhưng mà các bạn hiểu được cái ý tưởng và cái concept, cái ý tưởng nó như vậy rồi. Và nếu video này nữa thì đừng like, subscribe mình, đừng quên vào shop Roblox mình để dưới phần ghim comment để ủng hộ mình, để mình có thể có động lực và có chi phí để làm tiếp tục cái game này nha mọi người. Oh my god, nhìn sợ quá. Ok, thì mình sẽ quay trở lại với những video tiếp theo. Và mình quay bài... Oh, wow, mình lại xe tăng lại mọi người ơi. Hey, what the heck? What is it? Tấn công. Ai à, cứng như đá vậy. Tấn công. Ôi, mình bắn được không ta? Wow, bắn được này. Hey yo, what is this? Ui, cái này mới lên mà lag quá. Cái này mới nhá. Bắn nó. Ok, bắn đây. Bắn chiến thực sự mọi người ạ. Ui, what is this? Đây không phải lỗi, đây tính năng nha. Ok, bye.